Và bây giờ thì chắc có lẽ xin mời người anh của tôi. Người anh mới nói là rất là nhiều chuyện đi học hỏi với anh ấy. Vừa đạo đức nè, mà vừa hát hay nữa. Em xin phép anh hồi nãy, em xin phép em cầu nguyện em hơi em dài hơn 10 lần của anh. Là đã rồi, ha? Đủ sức hung hết tất cả mọi người trong khán phòng này. Em mời nghệ sĩ Châu Thanh à. Mời anh ba của em. Thấy không? Đó. Anh đi, anh nhớ đi ha. Em là Tâm, mà anh là Thanh. Tên bé nó tặng, mà tặng, tặng đó. Châu Thanh, xin chào tất cả quý anh chị em đồng nghiệp. Chào tất cả những người bạn, những người anh chị thân yêu của gia đình Linh Tâm. Hôm nay Châu Thanh rất là hân hạnh được để đến đây chung vui cùng với Linh Tâm trong một cái ngày mà Châu Thanh, Linh Tâm vừa tròn 35 tuổi. Trẻ quá. Một cái điều mà Châu Thanh muốn thưa với tất cả quý vị, Châu Thanh đã mến mộ gia đình của Linh Tâm lâu lắm rồi. Từ cái lúc mà em hát ở đoàn Sông Bé Hai. Dạ. Lúc đó thì anh hát cho đoàn Cao Nguyên. Dạ. Nhưng mà tiếng tâm của em nó quá vang dội trong thời gian đó. Cùng với lại cháu Linh Tý là một thần đồng của thời gian đó. Mà anh mỗi khi anh được về thành phố thì bao giờ anh cũng vô để xem em hát. Một cái điều đặc biệt nhất trong cuộc sống mình là nghệ sĩ. Trước kia thì em phải nói là một kép đẹp của sân khấu. Rồi một giọng hát rất là lạ. Đặc biệt là em diễn xuất rất là hay. Cảm ơn anh. Vì vậy cho nên anh Thanh rất là hâm mộ. Với cái phong cách của em sân khấu rất là đẹp. Nên anh rất là thần tượng. Mà em đâu biết đâu, thấy không? Anh cũng đâu biết là anh hát vô mà ngu em lén em coi dưới hoài. Em vô chợ đen mà em ngồi với anh đâu biết đâu. Anh em mình học hỏi nhau là chỗ đó đó anh trai. Cái điều mà hôm nay anh mừng con mỏi chân không con? Mỗi rồi chân. Sau này thì khi mà video đã phát hành ra trong cái chương trình video thì thưa tất cả quý vị, lúc đó Linh Tâm lại chuyển sang đóng vai ca hay, đẹp trai. Thì bình thường cái chuyện đó là ai ai cũng yêu mến rồi. Nhưng mà cái điều thành công nhất của Linh Tâm á, là giống như là sư phụ của Châu Thanh là nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Ông hát độc, rất là ác, rất là độc. Em sau này em tiếp bước con đường của ba anh hai Diệp Lan là sư phụ của anh. Yeah. Em cũng đóng rất là độc, rất là độc, rất là ác. Mỗi lần anh đi chung em nói quỷ này nè, quỷ Linh Tâm thôi, nó điếu lắm. Nhưng sự thật ra thì từ cái thành công đó của em mà phải nói là anh chúc mừng em trong thời gian qua. Yeah. Và chúc mừng hôm nay là Linh Tý lớn lên lại rất là đẹp trai, lại là một tài tử của điện ảnh nữa. Chúc mừng gia đình con. Anh chúc cho em mãi đẹp trai, sức khỏe, hạnh phúc. Và trên sân khấu bao giờ em cũng mãi mãi tuyệt vời, gọi là đỉnh của đỉnh ha. Và anh cũng vậy, lần hơi này anh giữ hoài giùm em nha. Rồi, cảm ơn em. Nguyên khúc này em cưng lắm đó, ráng gìn giữ nha anh. Cảm ơn em ha. Còn bây giờ thì Châu Thanh sẽ gửi đến tất cả gia đình chúng ta. Mời băng nhạc ha, mời băng nhạc. Nhạc ơi. Ủa nhạc sĩ mình đâu, ai? Ủa có một cây hả? Con có Năm. Và bây giờ thì Châu Thanh sẽ em ngon lắm à. Em dám mà kêu nguyên dàn nhạc cổ vô à. Chứ không giống như sinh nhật IKEA hôm qua đâu, không có dàn nhạc cổ. À qua tại vì Linh Tâm nó không biết. Qua Kim Tử Long không có mời dàn nhạc cổ. Em điểm cho anh là đoạn khúc Lâm Giang 4 năm thay dứt hò nhưng mình xuống xề thêm 8 nhịp chót ha. Châu Thanh xin trân trọng gửi đến tất cả với một đoạn giọng cổ trong vở tuồng Đưa Em Về Quê Mẹ. Và xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay để tặng chúc mừng sinh nhật Linh Tâm quý vị ơi. La la em chúc cho ông chủ Nam với Sâm nhà hàng luôn luôn đắt nha, đắt hàng. Và có một cái người mà đang quay cho Thanh đó là em Khương Dừa. Xin chào tất cả, chào tất cả quý vị. À, không phải, đoạn khúc Lâm Giang. Đoạn khúc Lâm Giang 4 năm mình xuống xề thêm 8 nhịp. Hãy nói nữa đi em, dù đó là lời trách thần của em. Nhanh nghe như bao lời nói dịu dàng âu yếm gửi đến cho anh trong những ngày xa vắng. Xưa ơi hãy nghe nói anh nói
cùng em, tình của con đây lòng chẳng đôi thay. Hình bóng của ai anh luôn nhớ hoài, nhớ người con gái có cái tên Thảo. Thảo sương sương mà đã xa nhau mấy độ trăng rồi. Đến đêm danh em ơi, anh vẫn yêu em, anh vẫn đợi chờ em. Đừng bỏ đi mà em. Thảo sương sương ơi, mình đã xa nhau mấy mùa trắng rong buồn, biết bao nhiêu khi tình chẳng trọn tình. Giờ tương hồi quanh sao em không nhận à, không nhìn. Có phải chăng em hiểu lầm lòng chung thủy, mà trong cuộc đời tùng chỉ có thở sương thôi. Nếu em miệng cười qua cùng kèm tươi, mấy không buồn bay kiếm cũng đừng tiếng họp. Hay lại gần đây rồi nghe anh bao nhó, dù miệng thầm thôi nghe từ đây cách biệt rồi. Còn gì lô liếng nữa người ơi, tương tình nay đã chia đôi lòng mình đau đớn nghẹn ngào biệt ly. Dạ, xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị, và cảm ơn những bổng quà quý vị đã tặng cho Châu Thanh. Một bài hát mà hai cha con mình song kiếm hột bích có lẽ là hát trong đêm nay để gửi tất cả cô chú và các anh chị cùng sáng tác, được mang tên Buồn Vì Tiền Nhiều. Có tiền nhiều cũng buồn nữa. Bài hay hay một điều là lời nhạc là con tôi viết mà giọng cổ là tôi viết, thành ra khỏi sợ tốn bản quyền nha hết trời. Một lần nữa cảm ơn em trai Kim Tử Long rất nhiều, đồng loạt nhiều công việc em rất là nhiều luôn. Bây giờ làm đạo diễn nè, rồi vừa làm chủ nhà hàng nè, rồi vừa đi show nè, rồi vừa đếm tiền nè, đủ thứ chuyện mà em vẫn sắp xếp thời gian đến đây được. Anh khâm phục em vô cùng luôn. Tất cả những người bạn thân thương của tôi quá trời dễ thương rồi. Ý ba con nói là chú Long đang quá giàu đó, làm quá trời nhiều. Thấy không? Dạ. Bài hát này cũng giống như những lời tư sự, những tâm niệm, những cái kỷ niệm mà ba muốn dành cho con, cho tất cả những người đang có mặt ở đây, bạn bè của ba nè, và những người đã từng biết gia đình mình sẽ hiểu được tâm trạng của cha con mình thế nào. Xin hãy chậm lại người ơi, chậm chậm mà thôi, chẳng còn bao lâu nữa ta đã chia tay rồi. Và em sẽ quên tôi hay là tôi quên em, quên đi niềm niềm dấu êm. Lo lắng gì ngày biệt ly, nhau giờ đây cách xa nhau thì chứ giàu
gì. Trong khi nghèo khó thì ai cũng mơ sang giàu. Nhưng đến khi giàu rồi xa nhau, nhưng đến khi giàu rồi mất nhau, đàn con ở đó chuyện xuống mồ sâu thì ta có còn lại gì để lúc có tiền lại chia ly, để lúc có tiền lại quên đi, người sau cũng khóc bởi ta buồn vì chứ có tiền mua được hạnh phúc. Ai bảo tình yêu đổi lấy bằng tiền? Ai nói với tôi có tiền là có trong tay tất cả? Vì tiền có thể rẻ chia tình nghĩa đôi mình. Thời mới yêu từng dệt mộng riêng mình, ba mơ ước một ngôi nhà xinh nhỏ nhỏ, ân ái mặn nồng cùng chia sẻ cùng nhau. Tay trong tay mình đi vào lối mộng, vượt bao sóng gió cuộc đời mãi mãi không xa. Trên chiếc thuyền tình ba mỏi gối bông ba, bão táp mưa xa ba vẫn dừng tay chèo. Ba ơi tiền kia nhiều đến đây mà làm gì, trong khi nghèo khó thì ai cũng mơ sang giàu. Nhưng đến khi giàu rồi xa nhau, nhưng đến khi giàu rồi mất nhau, đàn con ở đó lại chia ly, để lúc có tiền lại quên đi, người sau cũng khóc bởi ta buồn vì chứ. Con tàu lá lai sắp bài đều ngang trái, khiến gia đình ta phải đôi ngả đôi đường. Giờ có tất cả trong tay, ba mất đi niềm hạnh phúc, đánh đổi được gì ngoài sự tiếc nuối khôn nguôi? Cả những ngày xưa gia đình mình rau cháo vẫn vui, từng cái muối mặn mà đậm đà tình nghĩa. Mặt tiếng thị phi, mặt người đời mai miên, lòng vẫn dặn lòng muốn thọ chẳng cách chia. Khuya sớm đi về một bước chặt lìa xa, ai xui ai khiến đi giờ đây mình đôi ngả. Khổ ân ai khi đứng đoạn duyên tình, nhìn con thờ đang sống cảnh bơ vơ, không cha không mẹ như đàn gà con sao xa. Tan nát tâm can ba nhớ về dị vãng, thà sống cảnh cơ hàng mà hạnh phúc ở đâu. Sâu thì ta có còn lại gì để lúc có tiền lại chia ly, để lúc có tiền lại bén đi, người giàu cũng khó bởi ta buồn vì chữ tiền, người giàu cũng khó bởi ta buồn vì chữ. Rất nhiều.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Live show của ba đó, ba làm tiếp 8 bài nữa đi ba. Thôi khỏi đi con. Cảm ơn con. Một lần nữa, chắc có lẽ là bây giờ từ giây phút này trở đi thì Linh Tâm sẽ sát cánh bên các chiến hữu của Linh Tâm rồi. Một lần nữa, Linh Tâm một lần cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những người thân của tôi. Cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp, những đứa em đã đến đây để dự sinh nhật của anh. Cảm ơn, một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Chân thành cảm tạ quý vị à. Nhớ sinh nhật Đại Thọ tới nha. Và bây giờ thì chắc có lẽ xin mời con hát ông anh, đi. Ông con anh hát của bài tôi đi. Rồi con giới thiệu mọi người cho. Bây giờ thì cho phép Linh Tâm, có thể là đêm nay sẽ uống rất là nhiều đó. Thành ra xin phép được dành cho các bạn một điều. Ở đây toàn là đàn anh, em út tôi cũng nhiều lắm. Cho tôi dành cái đi. Cho tôi hát cái nó xuống, tôi nhậu cho nó đã. Tôi không có bị áp lực. Một bài hát mà có thể rất đúng hôm nay với những người hôm nay đến với tôi bằng tất cả những cái tình cảm rất là chân thành, những cái tình yêu rất là nồng cháy luôn. Một sáng tác, một liên khúc được mang tên Nếu Cứ Yêu Tôi và 60 năm cuộc đời. Một quý vị thưởng thức ạ. Thì đến với tôi bây giờ, một đời ngày mai đến lúc tôi xa người. Một đời ngày mai đến khi tôi phải ra đi, tôi chẳng làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, một đời ngày mai lúc tôi qua đời. Đến đời ngày mai, đến khi tôi nằm im ngơ, tôi chẳng làm sao tả lỗi cùng người. Thế là thế, đời sống không là bao. Thế được bao lâu, đời không sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương không vơi vơi, 20 năm cuối là bao. Kiếp tầm nhã tơ cho đến khác với khác dòng, trong tim là sẽ mãi mãi bên em cho đến ngơi thở sau cùng. Vỗ tay cho mưa tinh thần coi, khéo biển quá. Cuộc đời không có tình yêu như bình minh thiếu buổi chiều tàn, và anh và em sẽ không là một nửa để ta cùng nhau ghép lại thành đôi. Dần trăng kia cũng sẽ ngừng trôi và không còn soi bóng xuống dòng sông xanh nữa, và cuộc đời sẽ không còn ngọn lửa để mình yêu nhau trong mê đắm say cuồng. Cuộc đời ngắn lắm em ơi, hãy vui hãy sống bằng tình thương chân thành, hãy làm mây trắng dây quanh nhẹ nhàng thanh thản bên dòng thời gian. Nếu có yêu tôi thì đến với sinh nhật tôi ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải xuôi tay trôi dạt về đâu chốn nào tựa nữa. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ,
ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi nằm im ơi, cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. Sống không là bao, thế là bao, đời không lâu là thế. Thế được bao năm ta sống mà yêu nhau, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi. Anh biết yêu thương này nên khi yêu cho trọn đời, em ơi ta sống được bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời, em ơi ta sống được bao. Có một chút xíu gì trong đó nó hơi lượng cận mà thôi, bỏ qua đi ha, không sao ha. Vâng, quan trọng một điều là vui là đủ rồi.